chào quý vị khán giả ở thủ đô Hà Nội. Thì ngày hôm nay Phương Đào có một cái buổi talk, anh Đào nghĩ là nó sẽ ấm áp và sẽ có mang tính chất chia sẻ và xây dựng với nhau. Khi mà anh Đào đang có một cái dịp công tác đi ra ngoài Hà Nội trong chương trình quảng bá cho phim Mai. Thật ra tất cả những cái khi mà quay qua 47 ngày quay đó, thì anh Đào cảm thấy cái việc đầu tiên của một người diễn viên cần có với trong dự án này đó là sức khỏe. Bởi vì mỗi một ngày quay, mỗi lần mà quay one shot á, nó thật sự là phải đòi hỏi mọi người có cái sự tỉnh táo. Và khi làm việc với anh Thành nó giống như là nó sẽ có rất là nhiều biến số có thể xảy ra trên phim trường. Ví dụ có những cái phân cảnh mình nghĩ là mình đã học rất kỹ và mình chuẩn bị rất kỹ, nhưng đến phim trường thì bởi vì cái sự đòi hỏi luôn luôn muốn hoàn mỹ của anh, thì anh sẵn sàng có thể xây dựng thêm, phát triển thêm hoặc viết hoàn toàn mới cái phân đoạn đó luôn. Nên là nó sẽ đòi hỏi khi diễn viên làm việc với anh là mọi người sẽ đừng có một cái đặt ra một cái giới hạn, cái rào cản nào nhất định hết. Mọi người phải sẽ sẵn sàng nhạc nào cũng nhảy với anh á, kiểu là như vậy á. Cái tính sinh tồn hoặc là cái sự ứng biến, biến hóa của anh ở trên phim trường nó rất là lớn. Cái điều đó nó làm cho anh nào cảm thấy là có những cái phương đoạn mình nghĩ là mình biết, nhưng thật ra ở trong đó về mặt chi tiết nó được khai thác hoàn toàn mới. Thì chính cái điều đó nó tạo nên cái sự bất ngờ và nó tạo nên cái sự ứng biến cho mình, nó làm cho mình cảm thấy rất là kích thích. Nếu như mọi người hỏi cái phân đoạn nào khó nhất á, thì hầu như cái phân đoạn nào đối với anh Thành nó cũng khó, và những cái phân đoạn mà nó càng ít di chuyển á, nó chỉ đòi hỏi hai người đối thoại với nhau thôi, thì làm sao để mình tương tác được tốt với bạn diễn, làm sao để mình gọi tên được đúng cái cảm xúc và mình phát ra nó đúng cái điều mà người đạo diễn nó mong muốn. Và cái phân đoạn đó nếu như nó không có nhiều cái sự gia vị nêm nếm vô xung quanh á, nó chỉ có cái sự đối thoại của hai người ngay tại đó, thì làm sao để cho nó thú vị và nó chân thật á, thì cái đó là anh Đào nghĩ là những phân đoạn đó khó nhất. Bất ổn nhất là mình nghĩ là quay ít thôi, nhưng mà quay đến 4 ngày. bởi vì là cả TUB và đạo diễn thì là hai người tài năng và đều rất là duy mỹ. Làm sao để quay cái cảnh đó nó thật sự là nó cảm xúc và nó còn bùng cháy nữa. Nhưng mà may mắn quay lên rất là giàu cảm xúc, rất là đẹp và cho mình cảm thấy khi mà cái hai cái nhân vật đó yêu nhau một cách nó thuần khiết, nhìn cái cảnh nó không bị phản cảm mà nhìn vô là cảm thấy là người ta càng yêu nhau hơn, thấm thiết hơn á. Thì đó là một cái điều mà mình thấy phải nể mấy anh, bởi vì mình coi xong mình thấy tiếc cho hai nhân vật đó vô cùng. Và khi mà ở trên phim trường á, may mắn là mọi người rất là tôn trọng cả hai đứa, là anh Đào và cả Tú Trần. Mọi người sẽ tạo ra một cái không gian làm việc thoải mái nhất. Khi mà quay thì cũng chỉ có một anh quay phim trong đó thôi. Làm sao có những cái góc quay để mình cảm thấy là mình bắt được cái mình muốn nhưng mà vẫn che chắn được cho người diễn viên ở trong đó. Mọi người sẽ cảm thấy không có ngại ngần. Và may mắn hơn nữa là mình được làm việc với cả Tuấn. Bởi vì Tuấn cho anh Đào cảm giác gần như là những cái người mà mình có thể tin tưởng được, chia sẻ được. Và mình khi mình bước vào cái cảnh quay đó, mình có một cái tâm lý thoải mái. Thì Mai là sẽ đa phần là sẽ nói về những cái câu chuyện là có tình yêu trong đó, có những mối quan hệ xã hội trong đó, có tình cảm, có những cái sự khác biệt ở trong thế hệ, có những cái sự khác biệt ở trong những cái tầng lớp khác nhau nữa. Nên là anh Đào rất là mong muốn khi mà khán giả xem Mai á, mọi người sẽ thấy chúng ta ở đâu đó ở trong cái câu chuyện này, và chúng ta phải mở lòng ra nhiều hơn để mà mình đặt mình vào cái đối phương hoặc là những cái hoàn cảnh khác, để mình có nhiều cái sự thấu cảm hơn. Và khi mà mình có nhiều cái sự thấu cảm hơn trong cuộc sống này, cuộc đời của mình, anh Đào nghĩ là khi mà nó tràn ngập tình yêu như vậy á, mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ tươi sáng hơn. Và như nãy giờ luôn luôn chia sẻ là đừng bao giờ có thể mất hết, nhưng mà đừng bao giờ mất hy vọng. Anh Đào vẫn có cái áp lực về doanh thu. Anh Đào hỏi ngược lại bạn, nếu bạn đã có một sản phẩm rất thành công, sản phẩm thứ hai cực kỳ thành công, sản phẩm thứ ba bạn còn tự áp lực hơn bạn rất là nhiều, đúng không? Bởi vì mình đã là một trong những người làm và sống ở trong cái ngành công nghiệp giải trí này rồi, phim ảnh này rồi, thì cái cảm xúc của mọi người nó sẽ luôn luôn nó rất là biến khung, nó rất là biến hóa. Và cả mỗi một cái dự án sinh ra, một cái thành công nó đang mang đến nhất định
Thì ở những cái dự án sau, bản thân mình luôn luôn sẽ tạo ra những cái gạch đầu dòng mình phải hoàn thành nó tốt hơn nữa. Chính cái điều đó, khi mà anh Đào lần đầu tiên đóng phim Tết, lần đầu tiên hợp tác với cả anh Trấn Thành, và cái nhân vật Mai lại là cái nhân vật gần như xuyên suốt trong vòng 2 tiếng đó, và cái tên của cái cổ gắn lên cả cái phim, nó làm cho mình cảm thấy cực kỳ áp lực trong những ngày đầu mình quay phim luôn á. Và cả phim của anh thì cũng có những cái kỷ lục nhất định và mọi người cũng đã biết rồi. Với một diễn viên trẻ như mình cảm thấy nó vừa là cơ hội và vừa là thách thức. Nhưng mà chắc chắn khán giả khi mà xem được trong 2 ngày premiere của Sài Gòn và Hà Nội, khi mà mọi người tương tác và mọi người nhiệt tình yêu thương vậy, anh đang nghĩ là nó sẽ thành công. Anh đang nghĩ ở trong cái vấn đề nào nó cũng sẽ có cơ hội hết chứ. Và mình luôn nhìn về những điều tích cực. Kể cả bản thân mình nó cũng sẽ có những cái giai đoạn thăng trầm rất là nhiều, mình luôn nghĩ như vậy. Và tất cả những cái sự việc nó xảy đến chỉ để mình thấy bản thân mình nhiều hơn, và mình trưởng thành nhiều hơn, mình học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Khi mà làm việc với anh Thành á, thì giống như mọi người cũng đã biết, dự án phim Mai này mọi người đã casting trong vòng 2 năm, và ý tưởng kịch bản hình như xây chắc cũng khoảng tầm 3 năm cho đến thời điểm ra mắt là như vậy. Mọi người cũng casting rất là nhiều. Có thể ban đầu anh Đào sẽ không phải là lựa chọn đầu tiên, nhưng mà đến khi mọi người casting hoài không có ra nhân vật đó thì mọi người lại nghĩ đến một cái cô bé nghe có vẻ hơi low-key trên mạng hơn là anh Đào để mọi người mời đến casting. Thì đó, lúc đó những cái tệp trải nghiệm của mình hoặc cái cách mình làm nghề nó cũng chạm đến anh, và chính vì điều đó mình đã có những cái màn thể hiện ở trong cái buổi casting nó lạ hơn với những cái người mà anh Đào nghĩ là mọi người quen ở trong ngành giải trí nhiều hơn. Nó sẽ là một cái làn gió mới ở trong anh. Mọi người hay nghĩ là làm việc với người này người kia thì có sợ những cái phần mà nó tiêu cực hay không. Anh Đào lại không, hầu như chưa nghĩ đến việc đó. Chỉ thấy nó là một cơ hội rất là lớn cho những diễn viên trẻ. Nếu mà mình lo sợ quá nhiều á thì cái cơ hội nó sẽ không đến với mọi người đâu. Và anh Thành cũng lại, bản thân anh Đào khi mà làm việc chung với anh á, thấy anh là người rất là dễ thương thật sự luôn. Dù có mọi người có phản ứng, mọi người có nói như thế nào, mình khi mà mình nghe về người ta mà mình chưa có thực sự tiếp xúc và làm việc á, mình sẽ thường thường hay bị thổi phồng lên rất là nhiều. Còn mà đến khi làm việc rồi, mình thấy anh tận tâm, anh nhiệt huyết, anh hết mình vì sản phẩm, và anh luôn muốn cung cấp những cái điều tốt nhất cho những khán giả mà đã lựa chọn sản phẩm của anh. Cái đó là cái điều mà mình thấy ở một người đàn anh làm việc mình luôn nhìn vào. Và người ta đi qua rất là nhiều cái sóng gió, và người ta cũng đã tự nâng cấp bản thân lên rất là nhiều. Và mình thấy được cái sự cầu thị của anh ở trong công việc, ở trong cách mà đối đãi lại với truyền thông, với khán giả. Đó là cái điều mình phải học hỏi. Nhưng mà anh xem xong về anh thấy nhân vật Mai muốn yêu quá, anh muốn yêu theo không? Mọi người có cảm thấy xem xong phim về mọi người phải, nếu như mà đang có tình yêu thì mình phải trân trọng tình yêu nhiều hơn, bảo vệ tình yêu nhiều hơn. Còn nếu chưa có thì cũng cảm thấy là tiếp thêm được cái sự muốn yêu giống Mai không? Có. Đúng không? Có không? Thì đó là một luồng gió mới thổi vào những trái tim băng giá. Anh Đào thì cũng giống như mọi người thôi, nhưng mà chỉ có một cái điều là ở trong một cái khoảng thời gian khoảng tầm 2-3 năm gần đây á, mình cảm thấy là cái hạnh phúc của mình nó không nhất thiết phải đến từ cái chuyện là tình yêu nam nữ. Nó sẽ đến từ rất là nhiều thứ, ví dụ như về cái việc mà mình chăm chút cho cái sự nghiệp của mình như thế nào, chăm chút cho cái công việc mình đang yêu thích, và mình được sống trọn vẹn với nó, mình có thể biết cách để mà mình yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì anh Đào là người hồi đó, anh Đào nghĩ là mình chưa yêu bản thân mình đúng cách. Mình chưa thật sự kết nối với chính bản thân mình chưa hiểu. Và dù mình đang có sống trong một cái tập thể hay là mình đang sống trong gia đình, nhưng mà cái cách mà mình truyền đạt hay là cái cách mình chia sẻ với mọi người nó đang vẫn rất là yếu. Cái sự kết nối đó nó không mạnh. Và khi mà có những cái trắc trở gì nó xảy đến trong cuộc đời mình đó, mình rất hay đóng cửa trái tim. Mình rất là hay không biết làm như thế nào để giải tỏa, làm như thế nào để có thêm năng lượng để được tiếp theo yêu thương. Thì đó, qua một bộ phim, qua những cái trải nghiệm ở trong công việc của mình, nó lại làm cho mình cảm thấy là tôi muốn có những cái điều tốt đẹp hơn.
hồi đó anh Đào rất là hay trả lời là theo kiểu là anh Đào sẽ không có một cái hình mẫu, một cái khuôn mẫu nào nhất định hết trơn á. Bởi vì những cái đặc tính tốt thì mình sẽ luôn luôn thích ở một cái người nam hay nữ, ai cũng sẽ thích những cái người bạn đời của mình sẽ là một người tử tế, chân thành, biết chia sẻ, biết yêu thương. Nói chi cái gì tốt là mọi người cũng đều thích hết. Nhưng mà sau khi mà hai người đã ở gần với nhau mà hai người đã chia sẻ hoặc là có tính xây dựng với nhau nữa hay không thì nó lại là cái việc rất là khác. Hoặc những cái tính chưa tốt của nhau thì mọi người có thể là dung hòa được không, có thể là làm sao để mà thay đổi, để mà hòa hợp, phù hợp với nhau được không. Anh Đào thì thường hầu như là sẽ không có một cái gu nào mà cố định, bởi vì mình thấy là trong mình nhìn lại thì mình mới biết được cái điều đó. Những cái tình yêu nó đến và nó đi trong cuộc đời mình á, mỗi người đều có những cái đặc tính rất là khác nhau, và chính vì cái sự khác nhau vậy đó mình mới cảm thấy thật ra là mình đừng có phải có một cái khuôn mẫu nào nhất định hết trơn. Đa phần là mọi người nếu như là có tình cảm chân thành với nhau và mọi người muốn thay đổi vì nhau để phù hợp với nhau hơn thôi, chứ không bao giờ hoàn hảo và cũng không có bạch mã hoàng tử. Hồi đó cách đây vài năm thì anh Đào không bao giờ nghĩ là mình sẽ quen người trong ngành cùng ngành, bởi vì mình cảm thấy thôi có một đứa làm trong ngành đó là được rồi, còn lại là nên khác chút xíu đi để có nhiều góc nhìn mình chia sẻ với nhau nhiều hơn. Nhưng bây giờ thì mình lại ở trong một cái giai đoạn là mình không có đặt một cái sự áp đặt nào nữa hết trơn á. Mình cứ để mọi thứ rất là tự nhiên thôi. Nếu như mình may mắn mình tìm được cái người mà làm cùng ngành với mình và biết chia sẻ và cùng quan điểm với mình á, thì còn gì tuyệt vời hơn, bởi vì mọi người có thể sẽ có những cái câu chuyện rất là chung với nhau để mà mình bàn luận và mình mổ xẻ và mình giúp đỡ để phát triển hơn ở trong công việc thì sao. Nên là thôi cái gì đến thì nó đến ha, duyên của ai thì người đó nó nhận, còn không thì thôi.